Thưa quý vị và các em nhỏ, hiện nay đã bước vào đầu mùa hè, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của các em thanh thiếu nhi. Nhiều sân chơi lành mạnh đã được tổ chức như các lớp học võ thuật, nhảy, múa, bóng đá, cầu lông. Trong đó, những lớp học Super Dance cho trẻ em cũng thu hút đông đảo các em tham gia. Sau khi thi kết thúc học kỳ, em Nguyễn Đào Bảo Ngọc đã được bố mẹ đăng ký cho theo học lớp Sheffield Dance cùng các bạn. Đến lớp học được giao lưu, vui chơi, được học những bước nhảy khỏe khoắn, vui nhộn cùng mọi người khiến cho em Ngọc rất vui. Tuần học 3 buổi, cứ 18 giờ chiều hàng ngày là em hào hứng có mặt tại lớp, không nghỉ buổi nào. Con thấy rất là tuyệt vời và vui vẻ. Con tập được 1 năm và con đã tập rất nhiều bài nhảy ạ. Sheffield là một môn nhảy có nguồn gốc từ nước Úc vào những năm 1980, nhưng du nhập vào Việt Nam khoảng vài năm trở lại đây. Tại Bắc Cạn, mặc dù mới thành lập câu lạc bộ Sheffield Dance trong khoảng 2 năm trở lại đây, nhưng cũng đã thu hút nhiều người ở nhiều lứa tuổi tham gia, trong đó đông đảo là các em thiếu nhi tham gia. Lúc mà con nhảy múa ở đây thì con cảm thấy đi tự hào về bản thân mình hơn và vui hơn. Bố mẹ con đã bảo là đi nhảy cái này để có tập rèn luyện sức khỏe xong rồi lại còn được vui chơi nhiều hơn. Con đã học được nhiều bài rồi mà con thấy ở lớp các bạn rất là vui và thân thiện. Con có mong muốn là cô sẽ dạy nhiều bài cho con để khi mà cô cho bọn con đi biểu diễn hoặc là đi dự thi thì bọn con sẽ thuộc bài hơn và được nhận giải nhất trong cuộc thi ạ. Là môn nhảy rèn luyện sự linh hoạt của đôi chân cùng với vận động thể lực, góp phần tăng cường sức khỏe nên Sheffield Dance không chỉ phù hợp với người trẻ mà còn với trẻ nhỏ, người lớn tuổi có nhu cầu được vận động. Các động tác nhảy cũng không quá khó, chỉ cần tập luyện và động tác cơ bản là có thể nhảy được nên thích hợp với cả các em nhỏ tuổi. Tham gia lớp học, các bé có thêm sự tự tin cũng như năng động hơn. Đây thực sự là sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em nhỏ vào mùa hè này.